Vâng, xin chào các bác đã quay lại kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Số Đất Đỏ. Thì ngày hôm nay cửa hàng mình em sẽ lên cho các bác đây là một bộ combo karaoke với giá thành rất là rẻ, nó chỉ tầm khoảng 7 triệu đồng thôi. 7 triệu đồng thì các bác đã có ngay một bộ karaoke hát gia đình Vivon ok luôn, hàng bãi xịn đàng hoàng các bác nha. Để bộ karaoke này em sẽ ghép cho các bác, thứ nhất là một đôi loa M-Book, một dòng loa bass 25 4 tép rất là hay. Đấy, rất là đẹp luôn và hay luôn. Dòng loa này thì thực sự các bác là nghe gia đình thoải mái luôn. Với model của nó là M66 các bác nhá, M66. Công suất làm việc con này là tới 200W luôn. Độ nhạy 93 dB. Đấy. Rất là đẹp. Rất là đẹp các bác nhá. Đôi loa nhìn rất em chưa vệ sinh nhưng mà nhìn khá là nhìn đẹp luôn, kiểu dáng nhất là có những đường dập nổi ở trên e cang nhìn rất là sang trọng. Tem M-Book ở chính giữa, màng chống nước, tất cả mọi thứ, dòng này bắt rất là hay. Tép nó, dòng này đấy các bác để ý cho em là nó giống gần như là 850C, 850C của hãng BMW. Như em khẳng định các bác là với 850C của BMW thì thực sự nó mắc tiền hơn, nhưng mà tiếng bắt đánh không bao giờ nghe được gọn bằng con này đâu. Con này đánh tiếng bắt rất là gọn, giống bác Marang các bác nhé, rất là hay. Đấy. Và tiếp theo đó là sử dụng một chiếc đẩy liền vang KTV, một chiếc đẩy liền vang KTV với cái mã là 980. Đây là một dòng đẩy liền vang có chống hú, ê cho rất là hay, rất là hay. Và bên em vẫn được bán cho bác có bộ chống hú rời luôn. Sử dụng là 12 sò, đánh thoải mái đôi loa này. Và các bác có thể sử dụng thêm những đôi loa 25 khác vẫn được, hoặc là đánh một đôi 30 vẫn ok các bác nhé. Rất là hay và đẹp luôn. Đấy các bác nhìn cùng nhìn em, rất là đẹp và hay. Với thiết kế của nó là sang trọng. Đấy, khá là sang trọng. Đấy, khá là sang trọng. Xin lỗi các bác là rồi cái dây này để răng để cọ vào đây nó ủ quá. Đấy. Hai nút màu lông có đèn phía trong các bác nhá, nhìn rất là đẹp nhá, nhìn rất là đẹp luôn đấy. Đấy các bác nhìn cho em này, có những tất cả hoặc núm này các bác chỉnh bằng tay hết, nó rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Con này là các bác chỉnh tay hoàn toàn bộ luôn, cho nên là không có gì phức tạp cả nhá. Đấy, rất là đẹp và sang trọng luôn. Ở phía sau thì đương nhiên nó sẽ có bốn đường loa ra cho chúng ta. Này là chúng ta dùng hai loa là chúng ta sẽ cắm cầu trên hoặc cầu dưới tùy riêng biệt là các bác. Một quả tản nhiệt ở đường vào, tín hiệu đầu vào chúng ta sẽ có hai đường tín hiệu đầu vào. Đấy, đây là hạt đường linh, cái đường linh đường tín hiệu đầu ra các bác này, tín hiệu ra các bác linh này, tất cả mọi thứ đường cổng mic này, nó có tổng cộng là 5 cổng mic luôn, 5 cổng mic các bác nhá. Đấy, với chỉ 7 triệu đồng các bác sẽ có một ngay một bộ karaoke như thế này. Và đương nhiên mic thì các bác phải phối hợp tùy loại mic. Đấy, các bác là 200, 300, 400 tùy các bác ghép âm cái mic cũng được, mic không quan trọng. Nhưng bây giờ em sẽ cho các bác cùng nghe chất âm của nó, em test thử các bác cùng nghe nhá. Đây các bác cùng nghe nhá, quay trực tiếp luôn nhá. Em đang dùng nó cho kho và nó cũng mấy tồn đấy, nên là nó hơi bị ồn đấy nha, nó hơi bị ồn các bác nhá.
bác cùng nghe qua chất âm của nó nha. Bây giờ em sẽ thử chiếc mic cho bác cùng nghe nha. Đây, cho bác cùng nghe nha. Rồi có một sẽ một ngày chính chiến ta, anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim em ơi. Xin trở lại đây, bỏ lại đây, thép gai răng với lưỡi hàu sâu, lỗ trong anh với những địa lôi. Hôm nay hơi khăn khổ, bác thông cảm nhé. Chờ sống đã tan, ôi xanh xanh đã sống núi rồi. Anh trở về quê, ôi giời, ôi giời. Rơi rồi các bác ạ. Em hát một đoạn nữa các bác thông cảm nhé. Với con đi có chỉ cầu tre, đã bao năm vắng chờ anh nên trở thành hoang phế sau riêng. Rồi anh sẽ về căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em. Có miếng cao, có miếng trời, ta làm lại. Thôi không hát rồi các bác ạ, rồi hai lần rồi. Đấy, thì em cũng vừa test cho các bác nghe qua cái bộ với combo với giá chỉ 7 triệu mà rồi hai lần điện thoại liền, sốt ruột quá. Đấy thì các bác cũng nghe cũng như trong tập bộ tầm 7 triệu đồng. Thì thực sự đấy, các bác đi mua hàng mới thì chúng ta khẳng định các bác là mua được một con amply hàng Nhật Tảo, hàng mới Việt Nam ráp, và một đôi loa do Hưng in nóng đấy, hàng Việt Nam các bác nha, hàng nhái đấy, rất là kém. Thì ngày hôm nay với giá trị 7 triệu đồng các bác đã có ngay một bộ karaoke hàng bãi luôn, bãi xịn luôn, rất là ok, tiếng nó nhìn nó phải hơn hàng mới nhiều và độ bền nó cao hơn nhiều các bác nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều, và những bác nào đang có nhu cầu những bộ karaoke như thế này cũng vui lòng liên hệ ngay cửa hàng bên kênh Số Lúc Đỏ. Cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại ạ. Chào các bác nhé.